À, kính chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Bình Định Giáo Yêu. Ngày hôm nay em ghé thăm cụ bà 85 tuổi ở Bến Lức, Long An quý vị ơi. Lo trong chùa trong miếu, hãy hư cái gì bà lo chứ bà không có cúng bằng tiền. Dạ. Đó, thì bà cũng chúc cái người gửi số tiền cho bà đây là bà chúc nhiều sức khỏe là vàng. Một dạ. Ống vàng không bằng một triệu sức khỏe. Dạ hôm nay thì con cũng ghé bên chỗ cái nhà mà của cô gái bị sát hại ở chợ Thủ Đức á, ở trong Bến Lức này nè, đối diện chỗ bà bán á. Và con ghé con quay bà luôn. Đó chị đó tội nghiệp lắm, tự nhiên bị sát hại ở chợ vậy đó. Vì tiền mà người ta bất chấp, người ta giết người á bà. Thì con người đó cũng không có đạo đức nên dạ. Làm như vậy. Chứ nếu con người có đạo đức không bao giờ làm như vậy hết á. Nhưng mà nhiều người người ta vì tiền á, biết cờ bạc cái gì mà thiếu tiền người ta dẫn lên. Cái người đó không có lương tâm đó. Dạ. Không có lương tâm. Bây giờ con đi đường, con thấy người đó khổ, con phải giúp, phải cứu người đó. Như thấy đó là cái cùng điên hơn. Gì vậy bà? Thì tâm thần đó chứ gì. Vậy hả? Tâm thần hôm giờ ngủ đâu đây nè. Thá đi lưu linh vậy hả? Cái chị đó đó hả? Nằm ngủ đây nè. Nãy giờ bà động kinh đó, nó mới mở giọng cho vô. Ủa vậy hả? Bà động kinh nãy giờ đó. Đó vậy bà cột giọng bên kia bà ngủ đó. Giờ đợi đó rồi ngủ á. Đi nằm đây nè, bà động kinh nãy giờ nè. Nhưng mà phụ nữ con gái gì đâu mà đi lưu linh ngủ bờn có buổi vậy ta? Thì tâm thần. À tâm thần hả? À? Cái chị đó quý vị. Đâu còn tâm trí gì nữa. Dạ. Nhiều khi thất tình. Dạ vậy bà, vậy mấy người mà sống không có đạo đức vậy à, sau này chết xuống thì đầu tay sao? Đau khổ. Đau khổ hả? Bà nói là bà theo đạo Phật nha quý vị nha. Số 12 cửa ngục làm sao con về được, con đầu thai được. Vậy giờ ở trên đây giờ mình sống mình tích đức rồi, sau này mình xuống địa ngục thì mình sướng hơn hả? À? Khỏe, mình được lên, mình ở. Được lên thiên đàng không? Mình được lên thiên đàng lên. Lên về cõi tiên. Dạ. Còn mình mắc nghiệp thì mình xuống đợi xuống địa ngục. Vậy thôi. Để nhiều khi mình mắc nghiệp của kiếp trước kiếp này mình trả hả? Kiếp này mình trả. Còn kiếp này mình tạo thì kiếp sau hay đời con cháu mình hưởng hay sao? Hưởng. Có 12 cửa ngục lận bờ. 12 cửa ngục lận hả? À. Có khi nào bà mơ bà thấy xuống âm phủ không? Có, đi rồi. Đi rồi hả? Đi rồi. Đi lên tới cung trăng rồi. Ăn cơm lên ngủ mâm ở trên trời nè. Bà cụ bà đây là 85 tuổi có 6 người con, ba trai ba gái đúng không ạ? Nhưng mà con cái thì cũng có nuôi nhưng mà bà thích tự lập kiếm tiền quý vị ơi. Mình làm mình ăn sướng hơn hả? Mình đi nó tự do, còn con nó giàu nó nghèo. Mình đi đâu mình chè tay mình xin thì nó cũng cho vậy mà thấy là con cháu mình khổ. Bây giờ con cháu nó ăn học. Con nói con nghe, bây giờ con cháu á, hồi xưa nuôi 8 đứa được, bây giờ mỗi một đứa có một đứa con nổi. Dạo này nuôi đứa nhỏ nó khổ, mắc tiền lắm. Đâu phải như xưa nuôi thả đâu. Đâu phải như hồi xưa ăn thịt khổ mà nuôi con được. Bây giờ ăn sung sướng mà nuôi con không được. Một là bệnh đau, hai là nghèo khổ. Mà sao hồi xưa con thấy á, nhiều người già đẻ tới 10 đứa, 12 đứa lận nhưng mà 13 vẫn đứa nuôi đứa nổi luôn. 14 đứa luôn con. Hồi xưa chắc nuôi thả đó hả? 14 đứa, có người đẻ 14 đứa. Bây giờ thấy cha mẹ nuôi kỹ quá mà. Tốn tiền. Vậy chứ không bằng hồi xưa đâu. Hồi xưa ăn mắm nút dồi vậy chứ mà con nó mạnh. Bây giờ ăn sướng là con nó bệnh. Một là bệnh, hai là cái này cái kia đủ thứ á. Dạ. Lắm con ơi. Con thấy mấy nhỏ giờ đi bác sĩ miết.
bây giờ những người già là nói không có nghe, nó nói mình cổ lỗ sĩ rồi. Mấy người trẻ giờ mấy người già nói là cổ lỗ sĩ hả? Cổ lỗ sĩ. Mà cổ lỗ sĩ thiệt, mấy người già cổ lỗ sĩ thiệt. Hồi xưa á, đẻ còn ngồi nằm giường tre ngủ than, bây giờ đâu có ngủ đâu. Bà đây nè, bà phải nếu trường hợp bà kỹ là giờ bà còn cứng nữa. Một bà mình nặng, điều thứ hai là bà đẻ mới có ba bữa bà đi câu rồi đó. Tụi cá con biết à, ta cử một tháng chưa ra ngoài, bà đi tùm lum hết á. Bởi ông bà này bà không tin nè, giờ bà mới đi xôm nè. Con ỷ sức mạnh con mừng nặng, sau này con đủ đường quay. Giờ bà đi á, bà đi không khôn chứ bà không có bệnh gì hết. Vậy chứ mà mệt lắm á, đi không khôn vậy chứ mệt lắm á. Mấy bạn ăn trầu quý vị, ăn trầu bữa em ăn thử rồi quý vị, nó chát chát lắm. Mà sao bà ăn quen rồi bà thấy chát không? Không hả? Hay vậy ta? Ăn trầu là cho nó răng nó đẹp, môi nó hồng. Ở đó xe ồn ồn quá trời luôn quý vị. Lá trầu nè, voi rồi nó có rẻ em mắc nha bà. Cũng không mắc ngày chừng mười mấy hai chục ngàn. Ngày mười mấy hai chục ngàn hả? Là mấy ngày bà mua một lần? Đó là quán trầu ăn vậy đó. Giờ ít người ăn trầu lắm bà. Hồi xưa với giờ đâu còn ai ăn trầu. Bây giờ là hút thuốc hả? Lớp này già rồi không có ăn trầu đâu con ơi. Bây giờ con thấy nhiều người lớn tuổi mà đàn bà mà hút thuốc á. Rồi quét trầu ăn nè quý vị. Ăn trầu chứ không. Nó chua chua chát chát mà ăn quen chứ. Ăn trầu chứ không bị giòn. Bỏ nó vô làm gì dễ hả? Dập. À dập. Không có dập đâu mà ăn. Ủa ra nè, phải dập. Con tưởng giả là nhai với ta. Phải dập trầu nè. Ngộ quen. Chứ đâu có dập đâu mà nhai. Đó, bà đập dập xong rồi bà nhai trầu. Câu á. Nhà tôi có một giường câu. Là đập dập vậy cho nó nhuyễn là mà mới nhai được hả? Tại vì không có răng á nên là không có nhai. Bà bán đây á, bà không xài ta sinh con, bà cũng nguyện vậy. Nhưng bà không sinh tiền con để bà đi đó đi đây không thả. Bà hát nghe bài bà à? Bà hát nghe bài. Gian cõi tạm mà thôi sống mơ.
gọi nhạc mà khác gọi thương, làm con phải giữ chữ hiếu của cha mẹ, giữ cho mà cái đạo đức con thầy tu tu tâm dưỡng thân cho hiền, giữ lòng hiếu đạo của cha mẹ hiền, giữ thời đạo đức con thầy lương. Nam mô sao chữ cái từ bi mới đậu đời, làm con phải giữ phải gìn, giữ cho hiếu đạo của cha mẹ hiền, giữ thời đạo đức con thầy lương. Con biết hiếu đạo như mẹ hiền, mẹ đây mới kề cận bên con hàng ngày, mẹ đây mới tu đạo kiếp kỳ ba hội này, kỳ này là kỳ ba đã hết đời, trăm năm mới đau lại một lần, lắm đời thiên cổ con ơi, đời này đã hết rồi, rồi đây mới biết dần người ra sao, tiếng đây phát xuống đây rồi, con bốn phương con chạy đường nào, bốn phương có dặn không chạy ở nơi đâu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô sáu chữ từ bi mới đầu đời, làm con phải giữ phải gìn, giữ cho mà cái hiếu đạo của cha mẹ, giữ cho đạo đức hiền lành, kiếp tu mà kiếp thiện như vậy, cầu trên có đức Phật Di Đà, mẹ đây mới tu độ màng ba hội này, màng ba đã hết đời rồi, các con ơi ráng tu đi cho ba hội này, kỳ này là đã hết rồi, con ơi mà kỳ này các con ráng tu đi mà tu rồi ngày sau coi tiếng mà mua hát gần gần. Thôi hết rồi. Hết hơi hả? Hết hơi. Ủa cái đó bài sáng tác hay là bài học thuộc? Tự thôi, tâm nghĩ. Tự bạn nghĩ bài hát luôn hả? Ai. Giỏi dữ ta. Ủa bà ăn trầu là năm nay được bao nhiêu năm rồi ta? Bà ăn trầu 12 tuổi. Từ 12 tuổi hả? Dạ bà 85 tuổi được mới bước đầu tới tiền 86 rồi. Ăn tới gần 70 năm rồi. Mới 12 tuổi mà sao ăn trầu? Thì ông bà ăn trầu mình xem rồi mình ăn luôn. Nhưng mà hồi đó trầu nó bị chát chát đáng đáng mà ăn được hay thiệt á. Bà cất tiền đi. Tiền của chị Trúc Mai ở Bà Địa Vũng Tàu tặng cụ 300 ngàn quý vị, để cho cụ mua trầu ăn. Cụ con quay cũng cái cụ 83 tuổi trên Sài Gòn cũng bán ế vậy đó. Dạo này kinh tế khó khăn người ta ít mua lắm. Lâu lâu người ta tới cho vài đồng để ăn trầu vậy thôi, chứ còn nữa không bán bao nhiêu hết đó. Bà đâu có biết chữ đâu. Không biết chữ luôn hả? Không, không biết. Cha mẹ ông bà hồi đó đâu cho mà học đâu. Con gái cho ăn học nữa viết thư trai. Trời ơi. Hồi xưa vậy đó con ơi. Là xưa không học lớp nào luôn hả? Không biết chữ luôn hả? Không. Mấy đứa em còn biết chữ, mấy đứa em trai biết chữ. Hồi xưa là bà ở với cha mẹ ghẻ hả? À, cha ghẻ. Mẹ ruột mà cũng có mẹ ghẻ luôn nữa. Trời ơi, có cha ghẻ, mẹ ghẻ rồi, mẹ. Mẹ ghẻ luôn. Mẹ ruột, cha ruột có luôn mà sao ở với mẹ ghẻ? À, cha ruột là bà già bỏ. Dạ. Bà già bỏ giờ mới làm ông này. Dạ là ở với mẹ hả? Ở với mẹ. Rồi mẹ đi lấy chồng là ở với cha ghẻ với mẹ ruột. Hồi đó chắc khổ lắm à. Trời ơi, bà theo đây bây giờ. Con ruột, con đẻ mà còn bỏ đây. Đừng nói cha
lắm chứ không phải vừa đâu quánh đập dữ lắm. Dạ. Quánh đập mà nói quánh đập vậy chứ nó mới lên. Dạ. Nhưng mà ông cha già ghẻ, bà đi bán hồi mười mấy tuổi, ông cha ghẻ nói là bà già của bà không cho nó, bà không dạy nó để nó nữa đó mà có chồng nó mừng dâu cũng được. Dạ. Không biết nấu cơm. Ông dạy vậy đó. Rồi hồi đó là 12 tuổi là biết nấu cơm luôn hả? 12 tuổi bà đi bán. Dạ. Bà bán là người ta, ông già ghẻ mới la để nó mừng không ở nhà không lo. Để sau này nó có chồng nó không biết mừng dâu. Vậy á. Vậy là bà bán cái rau này là bao nhiêu năm ở đây? Bà bán đủ thứ, còn cái này mới bán thời gian này. Hồi đó bà bán nước đá, khi rô, bánh mì, điền đủ thứ. Bà bán ở lúc năm sau so với quốc lộ vậy mà cũng bị đuổi hả? Hôm qua bà Ngọc đó mà mấy văn phòng đó là bà đó. Dạ. Đầu ngay chút bà đó rồi. Ở đó con thấy buổi chiều người ta bán còn quá trời mà. À, bà bán con thấy quét sạch sẽ không? Dạ. Mà nó còn la nữa. Nó nói bà ngồi mà còn xích da nữa. Nó nói trời ơi chiều rồi, thôi cho em còn có mấy ấy ngồi đó đi. Cái thằng hổm đó lợi đó. Dạ. Ở trong ấp chứ đâu mà nó không tư vị. Ở đó nó khó hơn Sài Gòn á. Sài Gòn người ta bán quá trời à. Ở đó bà bán cách lề đường tới 5 mét lận á chứ đây nè. Ngồi trong này chứ ngồi ngoài đó đó cũng là đó. Ngồi cục gạch đó đó mà là. Dạ. Có ai bán sạch sẽ vậy bà mình cỏ trơn à. Bà 85 tuổi rồi vẫn còn minh mẫn lắm nha quý vị. Sáng suốt trộm vía là ít bệnh tật. Bà nói bà ra ngoài đây buôn bán cho vui, với nhà tù túng là bệnh. Đúng không bà? Ừ. Ra ngoài này cho thoải mái, ở nhà bệnh không có nằm được. Và bây giờ em cũng xin phép kết thúc video clip tại đây. Hẹn cô chú chị vào một video clip tiếp theo mọi người xem. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Bình Định Dấu Yêu à. Rồi con chào tạm biệt bà. Bye bye bà. Bà cũng chúc có cái người mà gửi tiền cho bà. Dạ chị Mai. À chị Mai á là bà chúc nhiều sức khỏe. Sức khỏe là vàng. Đóng vàng muôn từ sức khỏe. Rồi bà chúc phải thành công. Phải giống như bà vậy. Dạ. Phải uống những thuốc nào hết. Ủa rồi anh em mượn 500 ngàn giá xe đâu ta? Đấy, đấy. Nó giỡn á, con giỡn bà đó. Mày nói bộ tao keo kẹt lắm mà sao? Biết đâu được. Tao theo kẹt không, người ta không có giật bà mấy chục triệu đâu con. Dạ. Người ta giật bà 27.300.000 á. Quý vị ơi, em có bán thuốc bổ xương khớp glucosamine loại 280 viên hàng của Mỹ với giá là 850.000 free ship toàn quốc nha.